Đừng quên theo dõi Instagram và Facebook mình nhé. Chào các bạn, mình là Jenny Slimy đây. Và hôm nay mình đã quay lại một resort video mới. Hôm nay mình sẽ có những loại slime mới và đẹp, nên các bạn hãy xem video này để đón xem nhé. Và mình xin lỗi các bạn vì video hôm nay hơi bị ngắn, vì lúc mình quay thì mình cũng hơi bị vội đó, nên không có nhiều video lắm, nên các bạn hãy thông cảm nhé. Slime đầu tiên gọi là bữa tiệc trà của ông bà. Thì slime này là một dạng slime trong kèm theo charm ngẫu nhiên ông hoặc bà. Có nghĩa là các bạn nhận hàng thì các bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên là ông hoặc bà. Nên các bạn nhớ nhé. Ở trong cái slime này các bạn cũng nhận được những cái hạt cốm. Cốm nhìn rất là dễ thương lương. Và mình cũng cho vào những cái gold leaf, có nghĩa là một cái lá vàng đó. Nhìn rất là đẹp luôn phải không? Đây là lần đầu tiên mình đã làm slime gold leaf, nên các bạn hãy ủng hộ em này nhé. Mình đặt cho em slime này gọi là bữa tiệc của ông bà, vì mình không biết sao nhưng mình nhìn thấy cái slime này có mà mấy cái hạt mà gold leaf thì mình nghĩ ra là bữa tiệc, không biết sao nữa. Slime này gọi là bunny mochi, có nghĩa là bánh mochi của con thỏ. Thì đây là cái clip mà mình đang làm cái slime này. Các bạn thấy nhìn đã không? Slime này là một dạng slime bóng kèm theo những hạt pom-poms màu trắng và màu xanh. Và nó cũng kèm thêm một cái charm hình con thỏ nữa. Nói biết sao như lúc nào mình cho slime trắng và pom-pom thì nó rất là nhắc nhở mình tới mấy cái kẹo, không phải, mấy cái bánh mochi đó. Bánh mochi là một cái bánh xuất xứ từ bên Nhật. Và nó là một cái bánh nó rất là mềm và nó cũng rất là ngon nữa. Slime này có mùi Việt Quốc nhé. Tiếp theo gọi là Cow Loves Grass, có nghĩa là bò yêu cỏ. Thì mình đã lỡ làm mất cái clip này rồi, nên mình sẽ xài cái clip từ cái kỳ restock trước của mình nhé. Các bạn thông cảm nhé. Và slime này là một dạng slime trong kèm theo một cái charm con bò và những hạt cốm nữa. Mình rất là yêu cái slime này luôn, vì nó có một cái màu xanh nhìn rất là bật mắt và rất là chói. Nên khi mình nhìn slime này mình thấy nó rất là đã luôn đấy. Ngoài ra cái độ trong suốt của nó thì nó cũng rất là đặc luôn. Và nó cũng kèm theo một cái charm hình con bò, nhìn rất là ngầu luôn phải không? Tiếp theo gọi là Ellie the Tickle Monster, có nghĩa là chú voi Ellie, cái con quỷ thích nhột nhột người ta. Mình không biết dịch là gì nữa, mình chỉ đặt đại thôi. Slime này là một dạng slime trong màu hồng kèm theo một cái charm hình con voi và cũng kèm theo ba cái cặp mắt nữa. Các bạn thấy cái mấy con mắt mà nó googly eyes đó, mình thấy cho vào slime nhìn rất là dễ thương phải không? Nó cũng kèm thêm một cái charm hình con voi, nhìn rất là dễ thương luôn. Mình mới nhặt về những cái charm hình con voi này, mình thấy nó nhìn rất trông dễ thương hay sao đó. Slime này gọi là thỏ ham chơi, có nghĩa là bunny likes to play. Thì slime này mình đã có một cái contest trên Instagram mình, là các bạn đặt tên cho em slime này và mình lấy chọn tên của bạn Puppy Slimy. Vì mình rất là yêu cái tên thỏ ham chơi, nên mình sẽ cho bạn đó một cái shout out, các bạn hãy nhớ theo dõi bạn đó nhé. Slime này là một dạng slime may kèm theo một cái charm hình con thỏ, nhìn rất là dễ thương luôn, và nó cũng kèm theo những hạt cốm nữa. Mình rất là yêu cái slime mình luôn, vì nó rất là drizzly, rất là fluff, không phải, rất là bong bong và nó cũng rất là mềm nữa. Khi mình làm cái khớp slime mà màu xanh như vậy, mình rất là nhắc nhở tới cỏ phải không? Cái mà cỏ, các bạn thấy cỏ nó có một cái texture giống như khớp slime vậy đó.
mình sẽ cho các em Slender một cái mùi dao rất là thơm lắm. Slender này gọi là Carrying Space, có nghĩa là chú bò trong vũ trụ. Anh này mình cũng restart rất là nhiều rồi, nhưng mình thấy rất là nhiều bạn thích cái slime này nên mình quyết định làm slime này nữa để restart. Slime này là một dạng slime mây kèm theo hai màu, màu xanh dương và màu tím. Khi trộn vào thì nó tạo ra một cái màu tím rất là đẹp luôn, và nó cũng kèm thêm một cái charm hình con bò nhìn rất là dễ thương phải không. Và nữa, slime này có một cái độ tơi rất là hoàn hảo và nó cũng có một cái mùi Việt Quốc rất là thơm luôn. Slime này gọi là Movie Popcorn Butter, có nghĩa là rạp chiếu phim bắp bơ. Mình không có biết dịch là gì nữa, nhưng slime này là một dạng slime bơ kèm theo những hạt Java chips mà màu vàng, và cũng kèm theo những cái foam beads nữa. Và nó cũng kèm theo một cái charm hình bắp rang bơ siêu cute luôn đó. Mình cố ý làm cái slime này nhìn giống như bắp rang bơ vì mình đã cho vào những cái hạt Java chips và những bạc hạt foam mix để cho nó có texture giống như là bắp vậy đó. Và slime này cũng phết siêu đã luôn. Mình nghĩ mình đã xem cái slime này mùi vani. Cảm ơn các bạn đã coi video này. Các bạn thích những slime trong kỳ restock này thì các bạn hãy vào jennyslime.com để đặt hàng nhé. Và mình cũng đang có một cái mini game, các bạn hãy xem video restock trước của mình để xem luật chơi nhé. Sắp tới mình sẽ có một cái này gọi là Jenny Slime Stop, có nghĩa là một cái trạm dừng để trải nghiệm slime và để mua slime. Nên các bạn hãy đón xem cho cái đó nhé. Thì mình chào các bạn, bye.